và liên quan đến dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, hay gọi tắt là dự án 3. Vào sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố đã có buổi làm việc với quận Ninh Kiều. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều. Và hiện trên địa bàn quận Ninh Kiều có 4 gói thầu thuộc dự án 3 phải bồi thường thu hồi đất, gồm khu tái định cư An Bình giai đoạn 1, đường Quang Quốc Việt và 2 gói thầu cải tạo các tuyến kênh rạch trên địa bàn đang còn vướng một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp, trong đó đề xuất tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý, ra soát giải quyết chính sách đảm bảo lợi ích cao nhất cho người dân, công khai, minh bạch, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, nắm bắt nguyện vọng của người dân để có giải pháp phù hợp, đảm bảo đúng pháp luật. Trên cơ sở thống nhất các ý kiến đề xuất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hồng yêu cầu Ban Quản lý Dự án ODA thành phố làm đầu mối, phối hợp với các sở ngành và quận Ninh Kiều tập trung rà soát cơ sở pháp lý, tổng kinh phí, phương án thiết kế và kế hoạch công, sớm hoàn thiện các hồ sơ, phải đảm bảo đến ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công.